người ở nhà chăm sóc hoặc là cơm nước cho mình về mình cũng vui. Nếu con rồi. Thì nó có, em nói với anh, với con này nó có vợ có chồng, nó cũng ở riêng hết. Như em vợ em cũng biết như em hoàn cảnh với em này. Đó may mà em ở chung với con em rồi còn có cháu rồi nó cũng còn đỡ nha anh. Nhưng mà nhiều lúc về tụi nó đi hết rồi mình ở nhà cũng buồn. Đúng đó, rồi với con đó con khi nó em thấy cùng con anh cũng vậy, gì hiện giờ nói cho em nghe. Anh có hai đứa con gái, đứa sinh năm 93 là nó có chồng này, ba đứa con. Còn một đứa sinh năm 95 đúng là nó có chồng rồi. Mà kỳ anh bị tai nạn giao thông á, đâu có ai chăm sóc anh đâu. Mà trong khi cái thời gian đó thì gần đám cưới nó rồi. Thì nó hồi lại cái bên kia. Đó, nó hồi lại bên kia thì không biết nó nói gì anh không biết. Thì bên kia ra đình là thì nay ta giận ta có vợ rồi. Nhưng mà đâu phải nó ở chung nên ở tới già đâu, nó ở năm ba tháng rồi, một rồi. Năm hai năm thì nó cũng có chồng đúng thì anh cũng ở một mình thôi, chứ dù anh không có vợ thì đúng anh rồi. Ở một mình nữa chứ, nó đi có chồng nó phải theo chồng chứ. Đúng rồi, rồi đó thì chỉ còn mình anh làm sao thì nó từ cái chỗ đó anh mới là kiếm một nửa còn lại. À, chứ đâu rồi. Có phải mà nó ở hoài với anh đâu. Mà em mà cũng rất là thích là con nào cũng như con đó, con anh cũng như con em, mà cháu anh như cháu em, mà em thích hòa đồng, thích vui vẻ, thích vậy đó. Chứ không có muốn mà phân biệt con ông con ấy đâu. Em là em cũng rất thích coi như bởi gia đình em cũng hòa thuận. Anh nói cho là con cái đúng, nó đúng. Nha. Mình thương nó thì nó thương mình thôi. Đúng rồi. Chứ đúng còn rồi. Mình không thương nó làm sao nó thương đúng mình. Rồi. Mình sống đàng hoàng là do mình trước á, em nói ra là mình sống đàng hoàng không bao giờ mình mà sống đàng mà hoàng dạ. Dạ em chào chị Xuân. Em sau khi mà em nhận được cuộc gọi với chị em mình có hẹn để gặp chia sẻ video gửi đến cô chú anh chị trên cộng đồng. Thì ngày hôm nay cái video này là để là kết nối tình duyên, tụi em sẽ làm nhịp cầu nối. Còn về cái việc về sau, ví dụ là chị cảm thấy mà hợp tình hợp tính với anh nào đó thì mình sẽ tìm hiểu tiếp theo ha chị ha. Dạ. À, chị Xuân ơi, chị có thể là giới thiệu tên của chị và mình bao nhiêu tuổi, quê mình ở đâu và hiện nay mình đang làm gì cho cô chú anh chị cộng đồng được biết không ạ? Rồi, chị là tên là Hoàng Thị Xuân. Dạ. 59 tuổi. Bao nhiêu chị? Chị sinh 1964. Dạ, 1964, dạ. Rồi, coi như chị đang ở thành phố Biên Hòa. Dạ. Hiện nay là chị ở nhà, không làm gì hết. Dạ, hiện nay là mình hiện nay đang ở nhà hết nha. Dạ. Chị có thể giới thiệu về cái công việc của mình hiện nay là mình ở nhà nhưng mình có thêm cái công việc gì không chị? Để là để mình ổn định cuộc sống đó. Cũng có thu nhập chứ em. Dạ, mình vẫn có công việc ổn định mình để thu nhập hết chị ha. Dạ. Thì sau khi chị có gọi cho tụi em để lên ghi hình và chia sẻ để là tìm một người bạn và một người bạn mà nếu mà còn để hợp nhau hơn thì tiến sau đến cái hôn nhân. Thì chị Xuân cần tìm một người bạn là tính tình như thế nào, độ tuổi khoảng bao nhiêu, chị Xuân có thể chia sẻ cho em và chú nào đó xem qua được để biết được chị có phù hợp hay không để ứng tuyển tiếp theo để là về cùng một nhà. Chị có thể chia sẻ giùm em ạ? Thì chị thì nói nào hay cũng lên đây thì cũng muốn tìm nửa mảnh ghép còn lại. Dạ. Nhưng mà thì cũng một là bằng tuổi, hai là hơn chị 5-6 tuổi gì cũng được. Dạ. Nói nào ngay vậy. Dạ. Bằng tuổi là chị cần tuyển một người chồng của mình bằng tuổi là từ tuổi bao nhiêu, dao động đến bao nhiêu á chị, nói rõ giùm em ạ? Thì đó từ coi như là mình cứ nói là 50 đổ lên cho 60 hoặc dạ. 65 cũng được. Nói chung là từ 50 đến 65 tuổi hả chị? Dạ, xin nha. Dạ. Rồi cái video ngày hôm nay em cũng hy vọng là được lan tỏa để là các chú xem qua được video, liên lạc lại số điện thoại trên màn hình. Em cũng xin thưa với chị Xuân là như vậy, ai lớn lên thì cũng có một cái mơ ước hạnh phúc bên mình. Nhưng mà cái hạnh phúc đó mình có được hạnh phúc hay không cũng tùy theo cái duyên và số phận của mọi người. Còn khi tụi em làm dịch cầu nối, tụi em luôn cầu chúc cho anh chị sớm được hàn gắn và hạnh phúc bên nhau. Đó là những gì em cầu chúc. Còn cái việc mình được hạnh phúc hay không, đó là cũng cái số phận và đó là cũng là cái duyên của anh chị nữa. Chứ không phải mà khi mà chia sẻ video là tất cả anh chị đều hạnh phúc bên nhau. Hạnh phúc hay không là do mình, do chính hai người đó chị. Do mình giữ lấy và hợp nhau hay không nữa hả chị ha. Thì em cũng hy vọng là các chú xem được video, các chị dù cho mình ở độ tuổi nào, mình lớn tuổi đừng có ngại, cứ mạnh dạn gọi số điện thoại trên màn hình cho anh em sẽ cố gắng sớm nhất
để thêm mảnh ghép còn lại nửa đời mình để là hạnh phúc bên nhau, thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn gọi số điện thoại trên màn hình nha cả nhà. Thì bây giờ tiếp tục em quay trở lại câu chuyện của chị Sưng. Thì ngày hôm qua là tối chị có gọi cho anh em tụi em, chị có chia sẻ về, chị có xem về cái video của anh Đại Triệu Phú USD. Thì ngày hôm nay ngoài cái việc mà chị xuống đây chị chia sẻ để chia sẻ ghi hình để tìm một người bạn đời của mình, thì chị có nói là chị hẹn tụi em là để là gặp anh Đại. Thì em cũng có hẹn với anh Đại ra đây, thì một tí nữa em sẽ phỏng vấn anh Đại và cùng với chị để xem là giữa chị và anh Đại có hợp tình hợp tính với nhau hay không, hay là bắt đầu từ đây anh chị bắt đầu là để là tìm hiểu, là có thông tin của nhau và tìm hiểu. Còn em cũng xin chia sẻ thêm với chị Sưng là gì, ví dụ là anh chị và anh Đại không hợp nhau thì tụi em cũng cố gắng chia sẻ video để đến cô chú anh chị trên cộng đồng, biết đâu xem qua được cái video của ngày hôm nay sẽ ghép lại cái mảnh ghép của anh chị, biết đâu chị không hợp với anh Đại nhưng mà còn nhiều chú khác và các anh chàng trai khác lại hợp với mình và để hiểu mình hơn và biết đâu mang cho mình cái hạnh phúc hơn hả chị ha. Em cũng hy vọng là chút điều đó diễn ra. Chị Sưng có thể là chia sẻ những cái tâm tư, những cái nguyện vọng mình cần tìm tuyển một người chồng tính tình như thế nào, công việc sao đó chị. Đó, chị chia sẻ rõ giùm em để là các chú trên cộng đồng xem qua được, hiểu được cái tâm tư, cái nguyện vọng của chị, thì lúc đó biết đâu là mình sẽ hợp nhau hơn hả chị ha. Chị thì chỉ cần đơn giản là người ta biết thương yêu mình, với coi như là biết lo cho vợ con vậy thôi. Dạ. Chứ còn mà bây giờ lớn rồi mình cũng đâu cần phải đòi hỏi cái gì đâu em. Dạ. Cho nên là biết thương yêu rồi biết lo lắng cho gia đình, chứ sợ có những người mà người ta yêu hoặc là người ta yêu thương mình, người ta không thật, thì mình đàn bà nhiều khi mình gửi gắm vô như vậy thì mình cũng ấy, mình đã cũng một lần đã bị ấy rồi cho nên là. Dạ chị Sưng ơi, chị Sưng có thể chia sẻ giùm em, lúc nãy thì chị cũng giới thiệu về tên của chị và tuổi và hiện nay chị đang ở đâu, chị cũng giới thiệu rồi. Chị có thể là giới thiệu về cái gia đình nhân thân của mình, cũng như là hiện nay chị và ông xã chị đó trong cái trường hợp nào, để chị chia sẻ rõ hơn và để cho chú nào xem qua video an tâm đến với chị ạ. Thì đã chia tay rồi, hơn 20 năm rồi. Là chia tay ly dị hẳn hoi hả chị ha? Dạ, hơn 20 năm rồi. Dạ. Rồi coi như là chị có 3 người con. Dạ. Con chị thì có gia đình, công ăn việc làm ổn định hết, nhà cửa cũng ổn định hết rồi. Dạ. Cho nên bây giờ là nếu mà chị có gặp ai mà hợp thì không vướng bận về con cái nữa. Dạ. Đó. Thì chị, chị hồi trước thì chị cũng có đi làm ăn mua bán này đó. Dạ. Thì bây giờ chị nghỉ ngơi rồi. Dạ. Đó, đó. Dạ. Thì cũng muốn con cái có gia đình rồi thì bây giờ mình cũng muốn tìm một nửa để coi như là hai người nếu mà hợp với nhau thì chăm sóc cho nhau, lo lắng cho nhau. Chị xin cho em hỏi thêm là khi mà chị có một cái ý là tìm một người yêu, một người chồng, một nửa của mình thì gia đình của chị Sưng đó, như là anh chị ở nhà, con của Sưng đó, ở con chị Sưng đó có đồng ý cho chị Sưng bước thêm bước nữa không? Cái chuyện mà tụi nó cũng có gia đình hết thì nó cũng phải hiểu. Vậy là đồng ý hả chị ha? Thì em cũng hy vọng là một ngày sớm nhất chị tìm được một nửa của mình để hạnh phúc bên nhau, chăm lo sức khỏe cho nhau về cái tuổi sau này. Hy vọng một cái ngày vui của chị ha. Ví dụ là bây giờ mình bước thêm một bước nữa, em cũng nghĩ là bây giờ ai cũng cần cái hạnh phúc cả, nhưng mà cái hạnh phúc đó có được đến với nhau hay không cũng tất cả là do mình và do cái cũng là cái số phận và định mệnh hết chị ạ. Em hy vọng là một ngày gần đây chị được cái hạnh phúc tiếp theo. Và nhớ là đừng có quên tụi em, nhớ cái ngày vui cho tụi em hay, tụi em linh dự ha. Rồi. Nói chung là cô chị có xem qua cái video mà của cô 70 có chị có coi đó. Nói chung là mình không phải là làm lớn lao gì, mình làm từ... bàn mình ra mắt họ hàng hay là những người thân quen thôi. Chị coi cái cô đó chị mới mạnh dạn chị mới cho em, chứ còn mấy lúc trước là chị không dám, tại vì chị nói là mình thấy mình cái tuổi mình như vậy rồi, giờ mình
mình ấy lên thì thấy cũng ngại, nhưng mà chị thấy từ cái cô 70 đó đó là cô cũng lên, là cô cũng tìm được một người coi như là mảnh ghép còn lại, thấy người ta cũng hạnh phúc, thì mình thấy như vậy thì mình cũng cũng rất là mừng cho cho cô chú đó. Nói chung á là mình cũng đừng có ngại chị Xuân, tại vì mình ngại là cái gì, ví dụ là con cái thì ai cũng thương cha mẹ, quan trọng là thương ít thương nhiều, nhưng mà mình cái tuổi của mình là cũng tuổi sớm chiều, nếu mà mình để càng lớn tuổi thì mình khó tìm đi được cái mảnh ghép của mình, nên là cô chú anh chị những cái thời gian còn lại mình muốn tìm cái hạnh phúc thì cứ mạnh dạn gọi điện thoại cho anh em đó, thì anh em sẽ cố gắng tìm sớm nhất để có một cái mảnh ghép cho cô chú anh chị có cái thời gian ngồi bên nhau để tìm hiểu, biết đâu cái thời gian đó mang lại cho mình trái tim cùng chung một nhịp đập, một mái nhà. Chị Xuân ha. Thì chị Xuân cho em hỏi thêm là sau khi mà chị gọi cho anh em thì chị có hỏi về cái anh Đại mà USD tuyển vợ, thì theo chị mà xem qua video hình ảnh thì chị có nhìn anh Đại như là một người đàn ông như thế nào, chị có thể chia sẻ giùm em mà. Thì chị thấy anh thì nói nào ngay, thấy người đàn ông mà coi như chất phát là chịu khó làm ăn, thì mình cũng rất là thích những người đàn ông mà người ta chịu khó làm ăn, lo lắng cho vợ con, thì thấy cái điều đó thì rất là tốt đó, cho nên là chị cũng muốn tìm một người là cũng biết lo làm ăn, lo cho vợ cho con vậy thôi. Nhưng mà vậy là ý của chị là chị muốn tìm một người đàn ông mà có tính tình tương tự như anh Đại chị Phú Quỳnh Đê, phải không ạ? Tính tình mà chị cũng nói là chị cũng không cần người ta phải giàu có gì, tại vì bây giờ mình lớn đó, mình đâu có ăn thì bao nhiêu đâu, em ta cũng sống bao nhiêu đâu mà để mà ham người ta giàu có. Dạ không, ý đó, em đó, hỏi là chị không phải là em nói chị về tài chính, mà em nói là chị cần tìm một cái người cái tính tình là tương tự như anh Đại đó, cũng lo làm ăn, biết thương vợ thương con vậy đó. Thì bây giờ gì hả chị ha, trước khi mà em hẹn gặp chị cái ngày hôm nay thì anh em cũng có liên lạc với anh Đại USD thôi, thì bây giờ sẽ có sự xuất hiện của anh Đại, và sau đó thì em sẽ để cho anh chị trò chuyện. Thì trước khi chị trò chuyện với anh Đại, em cũng xin thưa chị là gì, mình cứ tìm nửa mảnh ghép của mình còn lại. Ví dụ mà anh Đại anh cảm thấy không hợp với chị, hay là chị không hợp thì với anh Đại, rồi, thì mình xem như là bạn, tụi em sẽ chia sẻ cái video tiếp theo để hy vọng cho anh chị tìm lại cái mảnh ghép của mình sẽ hợp nhau hơn chị ha. Em chị, em tìm. Giới thiệu với chị là đây là anh Đại. Đây là anh Đại ha, là anh Đại mà cái anh mà chị có xem qua video mà chị nói là hôm nay là chị muốn gặp để tìm hiểu đó. Bên cạnh chị là anh Đại. Thì bây giờ anh với chị gặp nhau rồi. Anh Đại, thì lúc sáng là tụi em có gọi cho anh là nói là có một chị Xuân xuống để tìm hiểu về anh Đại và cái cuộc hôn nhân đó, thì không biết có hợp nhau hay không. Thì bây giờ anh Đại và chị đã gặp nhau rồi ha, thì mình có thông tin với nhau rồi, thì anh chị cứ trò chuyện xem, giống như là hôm nay là cái buổi cà phê anh em mời để anh chị tìm hiểu nhau. Còn nếu cảm thấy mà mình chưa hợp nhau thì mình cần có thời gian tìm hiểu thêm, hay là mình tìm cái mảnh ghép nào hợp với mình anh chị ha. Rồi anh chị cứ trò chuyện giùm em ạ. Thì anh cũng nói vậy, coi như là em tên gì? Em tên Xuân ha. Thì bây giờ mình cứ tìm hiểu đi. Dạ. Ví dụ mình được thì mình tiến tới đến hôn nhân. Dạ. Chứ anh nói em là anh chia tay vợ anh nay cũng hai mấy năm rồi. Dạ, em cũng vậy. Chứ không có gì em đâu. Dạ. Chứ em thấy người ta 70 tuổi mà người ta còn lên hình rồi. Cho nên em là cũng đừng có ngại. Em cũng thấy cái cảnh của anh này giống như cái cảnh của em. Đúng rồi. Rồi mới thấy anh nói là cần tiêu chuẩn những người biết làm ăn mua bán, thì em mới thật anh hồi trước giờ là em làm ăn em mua bán, em sống về ngành kinh doanh không thôi đó. Nói về xe tải, em trước em cũng có làm về cái ngành, em cũng có xe tải, em cũng đi ấy cây củi, rồi cũng đổ củi ở bên khu Tân Vạn rồi đó, thì em cũng có làm ăn rồi. Sau này là em đi mua bán Nam Bắc đó. Nói chứ anh cũng không có giàu có gì đâu, thì giá như anh đừng có khá giả hoặc là giàu á thì không. Em lại nghĩ khác. Còn bây giờ nhiều khi thấy anh như vậy rồi cái
Em có ấy thì em cũng rất ngại, sợ là hiểu là sợ nghĩ là thấy là anh thế này thế kia để ấy không, nhưng mà anh em... nói cho em nghe, anh đi đằng vậy á chứ không không khoe khoang nó ông đây ta đây thì chị nói anh cũng đâu có khá giả gì đâu, mình đâu có ăn uống bao nhiêu đâu, đúng có rồi. Ai bao nhiêu nữa sống em mấy thời gian cũng chẳng hơn vô tranh giành làm cái gì, đúng rồi. Bây giờ mình chờ cho mình khỏe, mình sống được ngày nào là mình biết ngày đó, em nói với anh vậy. Thì ví dụ mà anh em hợp tình hợp lý thì em giờ ở không ăn thì cũng không có tốn bao nhiêu đâu, dạ. Chứ đâu phải mà anh kiếm người về mà do làm ăn, thì do anh nói em nghe, do là của người mình đúng rồi. Biết sức mà em biết nhìn lắm, chắc, em biết nhìn lắm, biết sức đẹp của mình là được rồi. Dạ, dạ. Mình vậy là người ta mới coi chăm sóc cho nhau, chăm sóc với nhau được rồi. Em nói với anh là cái chuyện đó thì đó thì em làm được, nói thật với anh như vậy. Chứ còn cái chuyện em về rồi ba anh bắt em mua bánh bán bưng gì đâu? Thì nói nào cũng ngay anh chứ. Ví dụ giờ có đến nghe anh, em cũng có cái thu nhập của em, ví dụ vậy thì em cũng có em xài. Anh nói em nghe, em vậy. Cũng đừng có ngại gì đó, ví dụ em không có làm gì thì cũng được, cũng vẫn ok. Cơm nước rồi cũng được. Thì còn em không có nghĩ ngợi đâu, cho nên em nói với anh đừng có nghĩ là nói với anh là khá giả để em mà em quen. Nghe anh biết có nhiều người, người ta có con anh ở nhà, người ta không chịu về. Là kêu anh đi ra ngoài mua nhà mà anh chứ. Bây giờ mà đã phải duyên nó chấp nhận thương nhau, em nói anh dù không có giờ đi ra thuê nhà ở cũng vẫn được. Em nhưng nói là vậy. Nhưng mà ta không chịu thuê. Thì ý này em nói vậy cái gì á, chấp nhận thuê nhà ở cũng được. Người ta đâu mua nhà. Thì nhưng mà theo em nghĩ gì nè anh Đại, nhà anh thì bây giờ anh đã có rồi, thì về nhà ở, chứ nếu mà chị nào mà kêu anh đi thuê nhà thuê làm chi nữa. Không, ý là mình nói như vậy, thí dụ mà là chấp nhận thương nhau dù không có nhà cửa là thuê ở với nhau cũng được. Ý em nói anh hiểu không, chứ không phải cần là phải là đòi hỏi là có nhà. Ý là chị nói như vậy, hiểu không? Thì là chấp nhận là thương nhau. Thí dụ bây giờ chị có đến với anh Đại cũng cái điều đó là tốt, mà không đến thí dụ vậy gặp thí dụ những ai mà trường hợp mà người ta muốn đến với chị dù người ta không có cái gì đi đó, thì bây giờ là không có nhà thì nếu mà hợp với nhau thì thuê nhà ở cũng vẫn được, đúng đó em nói anh. Nhưng mà ta không nói được đâu, như em ta nói là bắt buộc hay có phải mua đâu. Dạ, anh Đại ơi, anh Đại cho em hỏi á, là ngay sau khi ngày hôm qua mình chia sẻ một cái video ở tại cái nhà mà cái chị mà ở Bình Dương đó anh, buổi chiều đó cái chị mà đang chị với anh đang tìm hiểu đó, thì trên cái đoạn video là anh Đại là cũng có chia sẻ là anh Đại có nhà rồi, thì cái chỗ nhà anh gần chợ thì em cũng về đó rồi, và anh còn lại tổng cộng là mấy căn cho thuê ngày hôm qua anh có chia sẻ trên video đó, thì cô chú anh chị có hỏi á là mấy căn đó cho thuê hết chưa anh, hay là còn để cho cô chú anh chị thuê? Cô thuê hết rồi em ơi. Vậy là cho thuê hết anh ha. Dạ, thì nên là em cũng trả lời trên video là nhà anh Đại đã cho thuê rồi, nên là chỉ còn một căn là đang ở là không có cho thuê ha anh, để mình ở. Đúng rồi. Dạ, dạ anh chị trò chuyện nha. Anh nói thiệt em á, anh lên đây á thì không phải là đi kiếm người đẹp đâu. Dạ. Nhưng mà mình có muốn mình đẹp không được, ông trời ông sanh xa sao mình chịu vậy. Đúng rồi. Nhưng mà do tấm lòng của mình. Dạ. Thấy không? Mình sống làm sao thôi, chất khoát thật thà. Dạ. Cho người ta thương người ta mến là đủ rồi. Dạ, dạ. Chứ mình biết chút chải chút xíu là mình thấy ok rồi. Chứ đâu phải người ta đẹp mà là người ta có tội đâu em. Dạ, dạ. Giờ người ta đẹp là ông trời cũng sanh ra là sao, người ta phải chịu vậy thôi. Chứ anh nói cho em nghe, chứ mà đi tím người đẹp là mấy người xấu chắc đụng mà ta ở giá hết sao. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Người ta, mình kiếm người ta, mình kiếm là cái nết. Cái nết đánh chết cái đẹp. Dạ, dạ. Em có cái nết, em nói chuyện rất là đàng hoàng, là có người ta thương em. Đúng rồi. Còn em nói chuyện không ra gì, dù cho có em đẹp cỡ nào. Đúng rồi. Thì người ta cũng không bao giờ thương em. Đúng rồi. Em không, anh nói cho em biết. Con vợ anh là không có ai qua nó hết trơn. Dạ. Rất là đẹp. Nó từ dốc, nghe nói. Nó từ dốc dáng tới tướng tá tới gương mặt, anh nói cho em biết luôn nha. Thanh niên gặp nó còn mê. Dạ. Rồi nó nay cũng 50, hơn 50 tuổi rồi. Dạ. Chứ nó nhỏ, nó nhỏ hơn anh 1-2 tuổi thôi. Dạ. Mà anh này 54, 55 rồi. Dạ. Thì anh nhỏ hơn em đâu, em nói vậy nhỏ hơn em 5 tuổi. Dạ. Nó chứ đâu phải mà anh lên đi, anh đi tìm đẹp không. Dạ, còn em dạ. Xấu em ngại em không lên, em cứ vẫn lên là em ngại tìm. Em cứ tìm bình thường thôi. Đó, dạ, dụ dạ, mình, dạ, người ta có cảm tình với mình, người ta thương mình. Dạ, dạ. Thì còn người ta không có cảm tình thì thôi, chứ có gì dạ, đâu. Dạ, dạ. Đó là vậy.
Dạ anh Đại, cho em hỏi thêm là ngày hôm nay là chị xưng là lên trước tiên là tìm hiểu về anh, và chị nói là chị có chia sẻ video để là chị tìm mảnh ghép còn lại. Thì hôm nay chị xưng ngồi bên cạnh anh, thì khi sau khi anh gặp và anh trò chuyện, anh Đại có cái góc nhìn về chị xưng có thể chia sẻ cho em và cô chú anh chị trên cộng đồng được biết không ạ? Cái nhìn nhận kia của riêng anh đó. Đúng rồi, theo anh và cái bản chất cái anh nhìn vào cái con người của em thì anh thấy em thì ăn nói chuyện rất là đàng hoàng, mà có thể là em tuy rằng giờ em nói là biển thằng bản thân em giờ thì về là chỉ có cơm nước rồi giặt ngủ rồi thôi, nhưng mà em thấy là vậy là cũng ok, cũng được. Không, em làm thì như kinh doanh thì em vẫn kinh doanh được chứ anh. Tại vì em hồi trước giờ em cũng làm nghề ấy mà anh, mua bán kinh doanh là em cũng có làm. Bây giờ con em nó cũng đang thì ví dụ mà kinh doanh được thì mình ra đầu chợ mình thấy cái góc làm kinh doanh thì đúng rồi. Chứ còn anh với em thì mới ghi hình đây thôi. Dạ. Còn anh cũng anh với em vẫn còn tìm hiểu với nhau. Dạ. Mình cứ lấy số liên lạc qua liên lạc lại. Dạ, anh dạ. Em mình để tìm hiểu với nhau. Dạ. Thì anh chỉ có nói vậy thôi. Dạ, anh Đại cho em hỏi thêm là qua cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay và ghi hình cùng với chị là lên để tìm hiểu về anh, và không phải là cái mục đích của chị lên đây tìm hiểu riêng anh không đâu. Chị cũng chia sẻ đoạn video, ví dụ chị cảm thấy là không được là tình yêu thì xem như tình bạn á chị. Đúng ha. Rồi. Dạ, thì chị dạ. Ở đây vẫn là chia sẻ hình ảnh để là tìm là một mảnh ghép của mình. Thì anh Đại cho em hỏi là những cái cuộc trò chuyện của anh và với là những chị gái gần những ngày gần đây mà khi chia sẻ video, thì anh có chọn được chị nào hay chưa, hay là anh vẫn tiếp tục để chia sẻ đoạn video và đăng tải tìm người yêu tiếp theo, hay là dừng lại ở đây à? Anh thể chia sẻ giúp giùm em à? Không, coi như là em cứ dẫn lên đi. Dạ. Tại vì anh đang đi tìm mà. Còn vậy là tiếp tục chia sẻ thông tin để tuyển vợ tiếp anh. Đúng rồi, dẫn mà nếu mà có người nào phù hợp với anh thì khôi khỏi, còn chưa có phù hợp thì cứ dẫn đi tìm cho anh. À, vậy là giờ vẫn tiếp tục tìm tiếp anh ha? Đúng rồi. Dạ. Mà sao bữa giờ em thấy là cũng là mấy chục chị gái rồi mà anh Đại chưa chấm được chị nào anh à? Anh Đại có thể là chia sẻ tâm tư giùm em sao mà những cái chuyện những ngày gần đây mà chưa được anh Đại chọn không ạ? Thì coi như là có nhiều người nói em thì rất là thương anh. Dạ. Nhưng mà về nhà không có con, anh ta không muốn sống, tôi kêu anh đi ra ngoài mua nhà. Lớn tuổi rồi, người ta 51 tuổi, 51, dạ. 52 gì đó. Dạ. Người ta có không thích buôn bán. Dạ. Người ta làm công ty ở đâu bên Hiệp Phước đó. Dạ. Thì người ta nói là nghe anh chia sẻ lên buôn bán gì đó. Thì dạ. Mới đầu người ta cũng thương anh vậy. Dạ. Nhưng mà về anh điện lại thì không phù hợp với người ta. Dạ. Rồi người ta làm công ty nó quen rồi. Dạ. Rồi cái anh mới nói thì ví dụ mà em có thương anh á thì mình công ty mình cũng vẫn làm. Thì dạ. Em về em sống tối em làm ở đó thì chiều em về thôi. Thì người ta cũng không chịu. Thì anh chỉ biết vậy thôi chứ. Là bây giờ là chưa tìm được mảnh ghép của mình, là vẫn tiếp tục hàng ngày đăng thông tin hình ảnh để tuyển người vợ tiếp theo anh ha. Đúng rồi. Dạ. Anh Đại ơi, là cho em hỏi thêm cái câu chuyện này là sau khi chia sẻ cái đoạn video của anh đăng tuyển vợ, thì cũng như là hôm bữa mà trong cái tiệc của cô U70, thì ngay cái lần đó thì em cũng có chia sẻ với anh điều một điều là có một cái cô 76, một cái cô 82, một cái cô 80 là có chia sẻ thông tin và cũng có gọi, thì em cũng có để cho anh nói chuyện đó. Thì cái cô đó hồi tối này có gọi cho em, cái cô 82 nói là không biết có được anh Đại chọn hay không, nếu được thì cô sẽ chuẩn bị được chuyển đồ xuống chỗ anh hay là hẹn gặp anh ở đâu đó. Thì hiện nay anh Đại có thể chia sẻ và trả lời giùm cho em trên cái đoạn video ngày hôm nay để là cho cái cô 76, cô 80 và cô 82 biết được là có được là anh Đại tuyển để làm vợ hay là không, thì anh có thể chia sẻ rõ trên cái video ngày hôm nay để cho ba cô đó xem qua được, biết được để là không phải trông chờ vào anh, hay là để là nhận được cái niềm vui từ anh được chọn về làm vợ cô 82 tuổi ạ. Thì anh nói vậy này, mà nếu mà cô 82, cô 70 mấy gì đó thì thôi, coi như là anh đi tìm từ 60 mấy trở lại thôi. Chứ cô 70, 80 mấy gì đó thôi đừng có lên, đừng có tìm anh nữa. Đúng rồi. Nói dạ, sao là cho em cho người ta của anh Đại ha.
Có nghĩa là anh Đại có chia sẻ là hiện nay anh Đại tiễn một người vợ của mình là rơ vào độ tuổi khoảng 60. Còn cái cô mà 70, 76 hoặc 82 hoặc 80 thì anh Đại không đồng tình. Nên là để báo cho cô biết là cô không phải liên lạc với anh để mà mất thời gian của anh và cô đó anh ha. Đúng rồi. Rồi, thì anh Đại cho em hỏi thêm là cô có gọi cho em và cho Nghĩa, cô có hỏi là nói là anh đừng có sợ mà cô 82 tuổi mà không có gan. Anh nói là nghe. Thì không, cô đã trồng răng rồi. Không có răng là già trồng răng vậy vậy. Già quá rồi. Hỏi chứ về thì không được sao được sống. Đúng rồi. À, phải không em? Dạ. Người ta già quá rồi. Bây giờ mình cũng nói tí nhỉ với người ta. Lớn tuổi cũng phải cần có tình yêu chứ anh Đại. Tại vì ngày hôm qua anh Đại chia sẻ, anh Đại hỏi là cái cô đó còn răng hay không. Người ta cũng sau khi cô xem anh, cô nói là nào ngay về thì mình có không thích thì mình cũng nói tí nhỉ. Thì đó. Dạ. Thì đó thôi. Anh nói gì đó. Dạ. Chứ đâu phải mà gì đâu. Tại vì một khi là đã đưa lên cộng đồng mạng, nhiều khi mình nói cái gì sơ xuất á, anh hiểu không? Dạ. Nhiều khi họ sẽ nói mình thế này thế kia thì anh em mình uống cà phê hoặc thì là chia sẻ tâm sự, nếu ấy thì là tốt, mà không có thì cũng không có sao hết. Thì anh em mà bây giờ dạ. Dù bữa nào mình có lên nhà chơi cho biết nhà cũng được, có sao đâu. Dạ. Em đi bằng gì lên? Với anh chị là gì? Em đi video đến sẽ... đây. Em xin tạm dừng. Và dạ. Hẹn gặp lại anh chị video clip tiếp theo. Dạ, dạ. Cô chú anh chị xem video cảm thấy video có ý nghĩa, bấm cho anh em xin một dạ. Like, đăng ký, chia sẻ. Cảm ơn quý cô chú anh chị. Xin cảm ơn tất cả các em và dạ. Xin chào tất cả các anh em, ông bà chú bác ở trên cộng đồng. Nếu mà cái video này mà mình có nói hoặc có làm những cái gì sai hoặc là có gì ấy thì thông cảm bỏ qua, tại vì mình cũng rất ngại lên những cái clip như vậy. Dạ, 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 cảm ơn chị. Dạ, dạ, dạ. Dạ, mời cô chú anh chị đón xem video clip tiếp theo về cái cuộc hành trình anh Đại chị Phú UWD tiễn vợ nha cả nhà. Cô chú anh chị cũng mạnh dạn gọi số điện thoại trên màn hình để mình tìm mảnh ghép phần nửa lại của mình, hoặc là liên lạc số điện thoại trên màn hình để tìm người thân, người quen của mình đang rất là dạ xin chào.